Tùng Vân Sồn lão giả tu, tu gì để suốt mùa thu không ngừng. Bây giờ nằm võng nghỉ lưng, gặp lờ thì cũng tưng bừng Long An. Và rồi cái giọng on on, la làng in ỏi dành nàng gái tơ. Mi trăm những đứa mặt lờ, mặt mày sáng sủa mà đầu ngu si. Nghe lời già dụ tu đi, thầy thì nhồi quả tức thì thành tiên. Chơn tiên cái ngọc nghe ghiền, quyết lòng thật dạ thầy truyền khí công. Cạo đầu quyết thệ chổng mong, thầy nhồi vài quả sẽ thông hết hà. Có để thì cứ nói là, mấy trẻ thầy lụm trước nhà thiền am. Tùng Vân có kinh siêu phàm, dụ gái vào động để làm đẻ con. Nhồi quả vào cái chót bon, ngã ba sung sướng cái con hì hì. Tùng Vân dâm đảng dị kỳ, nhồi quả giải thoát đến kỳ là lên. Tùng Vân nhảy nọc siêu bền, mẹ con dị cháu đều rên với thầy. Thầy nhồi một quả lên mây, thầy nhồi hai quả ra bầy mồ côi. Vì thầy ham nhảy ham nhồi, bây giờ hết đứng hết ngồi nổi luôn. Nằm võng mà chẳng chịu buông, vẫn còn giành gái vẫn luôn lọc lừa. Tùng Vân tiền nọc tựa lưa, bốn dòng con vẫn chưa vừa ý ông. Tùng Vân hồng hạt phiêu bồng, Vân Du chuyên dụ nhồi mông với lờ. Tùng Vân mặt dạng mày trơ, giả sư tục lợi bên bờ mu ghi. Tùng Vân tu đạo dị kỳ, một động như thế thích thì cứ chơi. Vâng, lời nói đầu tiên cho Biển Xanh gửi đến anh chị em cô chú lời chào trân trọng và thân thương nhất. Kính thưa quý vị, gia đình ông Lê Tùng Dâm được gọi là cái động tà am bên bờ động đẻ, là loại vi trùng virus dơ bẩn của xã hội nhất thế kỷ đất nước loài người. Bọn tộc giả sư là kẻ ngông cuồng ngạo mạn, không biết tôn trọng pháp luật, không sợ tiếng nhơ thiên cơ bất chấp để đạt được mục đích. Chỉ vì dục vọng tham vọng, mê dâm loạn não, một lũ đàn bà bẩn thỉu vô liêm sỉ như bà Đài, bà Cúc, bà Vân, bà Hương, những mụ già mắc nết mê dâm, dâng con dâng cháu cho lão già để mưu cầu thỏa mãn tình dục. Thật ghê gớm, không có từ nào mà diễn tả hết về đại gia đình loạn cuồng Lê Tùng Dâm. Ngoài ra, còn những kẻ u mê cuồng tâm loạn trí bao che bất chấp, đó là Lan U Mê, Tóm Từ Trần và Liên Hà Mã. Đây là bộ sậu tay chân của lũ tà am, ngày đêm lên mạng chửi thôi khóc mướn theo đơn đặt.